tất cả nâng cao cảnh giác. Rõ. Nhị Hỷ, xem ai còn sống không. Tử Ni, Hồ Tử Ni. Tử Ni, Tử Ni, Tử Ni. Tử Ni. Đội trưởng, 11 chiến sĩ đều hy sinh. Hồ Tử Ni chắc khó sống rồi. Nhanh lên, mau tìm đi. Tử Ni đâu? Tìm đi, tìm tiếp đi. Tử Ni. Tử Ni à. Tử Ni. Tử Ni. Nhị Hỷ, qua đây. Tử Ni, Tử Ni, ráng lên, Tử Ni. Chị dâu à. Tử Ni, Nhị Hỷ tới rồi. Nhị Hỷ sẽ chữa cho em mà, ráng lên, Tử Ni. Em sẽ được cứu mà. Ráng lên, nhanh lên Nhị Hỷ, mau cứu đi. Nhị Hỷ mau cứu đi, nhanh lên. Làm gì vậy, Tử Ni à? Mau lên đi. Mau cứu cổ đi, mau cứu đi. Tử Ni à. Ai vậy? Đây là đâu? Các người muốn làm gì? Các người lên tiếng đi. Các người muốn làm gì? Cho các người biết, chúng tôi là chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước các người đâu. Nói với chủ nhân các người, từ bỏ đi. Đến đây thôi. Để Đức Sơn, anh tự lo liệu đi. Cảm ơn cậu ba đã tiễn tôi. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Đừng động tới đại ca tôi. Cậu ba nói câu này sao xa cách quá vậy? Tôi và anh cả cũng là bạn bè, sao tôi có thể làm hại anh ấy được? Cậu cả đang yên ổn ở cổ sơn doanh kia kìa. Vậy thì tốt. Cậu ba,
Đảng cách mạng tạm thời thắng thế sẽ không lâu dài được đâu. Nhớ phải cẩn thận đó. Có lâu dài hay không không liên quan gì tới nhà họ Cổ. Anh cũng phải thận trọng đó. Thượng tá, xử lý bọn họ sau đây? Đưa đi. Tôi biết ở đâu rồi. Giờ đi luôn hay sao? Đại trụ, có. Thông báo với Thiết Đầu, Nhị Hỷ, lên đồ, chuẩn bị xuất phát. Rõ. Các anh em nhanh lên, nhớ theo kịp đó. Quý Phát, đừng có kêu mấy anh em nhanh hoài. Sắp đến Cổ Sơn Doanh rồi. Cẩn thận có mai phục đó. Dạ cậu ba. Các anh em chú ý, cẩn thận có mai phục đó. Đại đội trưởng à, đi vòng qua ngọn núi phía trước chính là Hoàng Sơn Chủy rồi. Nghe rõ chưa? Mọi người cẩn thận đó. Sao vậy cậu ba? Phía trước hình như không có động tĩnh gì. Có lẽ không có mai phục đâu. Cho dù không có mai phục, nhưng sao ngay cả người của mình cũng không có? Cổ Sơn Doanh. Bảo vệ cậu ba. Anh Cả. Cậu ba. Cậu ba. Cậu ba, sao giờ mới đến? Anh Cả đâu? Cậu Cả bị đám người của Điền Lão Bác dẫn đi rồi. Quý Phát, mau đến Hoàng Sơn Chuyển ngay. Cậu ba, thả tôi xuống trước đi. Tôi đi cùng mọi người.
Chạy nhanh vậy làm gì? Muốn chết sao? Ở yên đi. Nấp sau lưng đi. Anh Đổng à, hướng 11 giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Là nhóm của tử dân, đuổi theo. Cậu ba, cậu ba. Cậu ba, nhanh lên, mau tới Vịnh Bá ngay đi. Sao lại chạy tới đây? Tôi kêu cậu đi giám sát mà. Điền Lão Bác với Đới Đức Sơn xuống núi rồi. Tới Vịnh Bá sao? Phải. Vậy thì tốt. Đi phá sào huyệt của chúng thôi, không được. Cậu ba, tôi chứng kiến cậu cả cũng bị bọn chúng bắt đi rồi. Có thấy rõ không? Thấy rất rõ. Cậu cả bị chúng trói đi, đi về hướng Vịnh Bá rồi. Mau, mau đi cứu cậu cả thôi. Đới Đức Sơn tới đó làm gì chứ? Không biết. Tôi thấy cả ngàn người, cả ngàn người. Điền Lão Bác đâu có đông quân vậy? Không chỉ Điền Lão Bác, còn có Mã Thắng, Bạch Mau, Long Lạc Đà, còn sao quyệt khác nữa. Sao chúng lại tụ tập một chỗ vậy? Giờ sao đây? Cứu người quan trọng đó. Đi, đi Vịnh Bá ngay. Đường Tam, về sao quyệt báo tin đi. Dạ. Đi, đi Vịnh Bá đi. Nhớ nấp sau lưng tôi, cẩn thận đó. Ngụy Thiết, coi chừng đó. Cần anh nhắc nhở sao? Coi chừng chúng trưởng đoàn lương. Đại trụ anh Đổng bên trái, Nhị Hỷ lo bên phải đi, bao vây chúng. Chúng tính đánh ức rồi. Các anh em, tới lúc rồi, rút. Chúng tính bỏ chạy rồi, đuổi theo. Ngụy Thiết phòng thủ. Nè, cô gái này dướng chân thiệt chứ. Người bên đó kìa. Đại trụ, cảnh giới phía sau một cây số. Sao rồi, sao rồi? Lão Đổng, cẩn thận một chút. Cổ Thiên Hữu, sao là anh vậy? Tình khốn này dám giả mạo sao? Tao suýt nữa đã sai người bắn chết bọn mày. Tao liều mạng giả mạo đó. Mọi chuyện là sao đây? Vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta đều bị Đới Đức Sơn lừa rồi. Không nhận ra sao? Đi, đến Hoàng Sơn chuyển ngay. Đợi đó. Tụi bay tới thật sao? Là sao? Đới Đức Sơn kêu tao chuyển lời cho tôi à? Phải, cho mày đó. Trưởng quan Trịnh, hắn nói muốn gặp mày ở Vịnh Bá đó. Thành cổ ở đây thật sự rất đẹp, được xây từ thời Tống, mở rộng vào thời Minh. Qua nhiều thế kỷ được các nghệ nhân tài ba tu sửa mới có được quy mô như ngày nay, là báu vật của dân tộc chúng ta. Nhưng mà lại sắp xảy ra chiến tranh, lại sắp khiến người dân lầm than.
Đúng rồi, lại sắp khiến người dân lầm than rồi. Lầm than, khổ sở. Báo cáo, thượng tá, bốn đội đã sẵn sàng. Tới lượt các anh rồi. Người của đội trưởng Dương đã sẵn sàng. 20 phút nữa cho nổ cửa Bắc. Sau khi vào thành phải thực hiện nhiệm vụ của mình, làm theo kế hoạch đã định sẵn. Đội trưởng Điền, có. Phụ trách tấn công phe chính quyền. Đội trưởng Mã, có. Chiếm đóng gánh hát Ninh Bắc, cắt đứt liên lạc của ủy ban với cổng thành. Rõ. Đội trưởng Long, có. Bao dây cửa Đông. Đội trưởng Bạch, có. Chịu trách nhiệm bao dây cửa Tây. Hai người các cậu mai phục ở cửa Nam, miễn ai ra vào cũng tiêu diệt hết, không ai sống sót. Hoàn thành nhiệm vụ rồi tập trung tại điểm tập kết. Mọi người, đây là trận đánh đầu tiên của quân phục quốc chúng ta. Hy vọng mọi người chiến thắng Quai Phong, tạo nên tiếng vang. Mọi người có tự tin không? Có, có. Tốt. Những thứ mọi người muốn đều ở trong thành. Sau khi phá thành sẽ được trả công. Tốt, tốt. Tuân lệnh. Tiến lên. Đúng là một lũ ô hợp. Đừng xem thường bọn chúng. Chúng là những người thấp kém nhất ở núi Hạ Bàng này, cũng là những người có tham vọng vật chất. Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng thôi. Tương lai vừa phát triển vừa quy củ quá. Đội trưởng Dương, có. Phía cậu là trọng điểm. Tấn công huyện thành chỉ là kế sách tạm thời. Bắt được Phi Phi mới có thể yên ổn lâu dài. Nhớ kỹ đó. Rõ. Hiệu thuốc Đức Sơn. Lấy tiếng nổ làm hiệu lệnh, chiếm lấy chỗ cao. Chuẩn bị. Hôm qua bí thư Tống gửi điện báo tới, nói là họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ bàn giao, sau đó sẽ quay về ngay. Ngoài ra, lần này họ sẽ mang theo một tiểu đội đưa tin, nỗ lực lắp đặt đài phát thanh ở các xã bên dưới. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Báo cáo. Mời vào. Điện báo. Quá tốt rồi. Đơn vị đã phái một tiểu đoàn đang di chuyển tới đây. Dự kiến 8 tiếng nữa sẽ tới đây. Có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nay tôi cứ có cảm giác kỳ lạ lắm. Làm gì vậy? Hút thuốc thôi. Ngồi yên. Đội bảo vệ tập hợp. Thông báo nhân viên tập trung ở sân.
Hai người qua đó, hai người bên kia, còn lại qua đây. Nấp kỹ, thấy người thì bắn liền, không được ra ngoài. Chúng tôi ở đây chờ quân tới. Đi đi, mau lên. Đi, nhanh lên, ra đó thôi. Anh em đâu? Chiếm lấy thành Vĩnh Bá, ăn uống no say, tiền bạc đàn bà đầy đủ hết. Mau lên, đi thôi, tấn công, tấn công, đi. Quyền trưởng Trữ, quyền trưởng Trữ, không đơn giản đâu. Tứ phía đều có tiếng súng, chắc hẳn đã chuẩn bị từ trước rồi. Dẫn người đi canh giữ, đừng vội tấn công. Tôi dẫn một tiểu đội ra cổng thành, nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ rút lui hết. Được, tôi ở đây canh giữ, có gì nhớ báo đó. Được, tiểu đội 2 theo tôi, giao cho cô đó. Tập hợp, tiểu đội cấp dưỡng tập hợp, nhân viên y tế tập hợp. Trưởng đoàn Lý, có. Anh dẫn người canh giữ cửa chính và sân trong. Rõ. Bộ trưởng Trần, có. Mở kho vũ khí, phát súng cho tất cả nhân viên. Rõ. Cán bộ Lương, có. Dẫn nhân viên phòng vật tư nhanh chóng sắp xếp công sự. Rõ. Cán bộ Dương, có. Anh tới phòng thông tin mật cài đặt thuốc nổ, nếu không thủ nổi lập tức phá hủy ngay. Rõ. Mọi người làm việc đi. Tiểu Trần, hãy mau chóng tập trung tất cả tài liệu mật, chờ mệnh lệnh. Rõ. Nhanh lên, đi. Tao không đi. Tụi bay đi đi. Tao nghỉ chút. Đừng có giở trò. Giết tao đi. Tao đi hết nổi rồi. Tưởng tao không dám giết mày sao? Mày dám bắn tao thì đừng hòng thoát. Chuyện gì vậy? Thằng chó này không chịu đi. Không muốn đi sao? Con ngon thì cứ ở lại đây đi. Đại đội trưởng, có. Đứng dậy, đi. Trình Hổ Thần, mày dám giết tao sao? Cha tao không tha cho mày đâu. Tụi mày cũng đừng hòng sống tiếp.
ở đây đông quân quá, không ra ngoài được. Hai người cửa đông và cửa tây, cậu ra cửa nam, toàn quân rút lui nhanh. Rõ, rõ. Đi. Nấp kỹ vào. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Bắn. Tấn công. Cuối cùng cũng thấy người rồi. Đuổi theo, nhanh lên. Những người khác, tới quỹ ban đi. Nhanh lên đi. Báo cáo đội trưởng, mất cửa đông rồi. Đội trưởng Trần rút lui. Cửa tây mất rồi, chỉ huy hy sinh. Nhóm còn lại di chuyển về phía quỹ ban. Là sao? Tại sao ra nông nổi này chứ? Yểm trợ, tiếp ứng cho họ đi. Tình hình sao rồi? Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Kỳ lạ, cả trong lẫn ngoài thành đều nghe tiếng súng hết. Bọn chúng kéo tới rất đông. Chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị phục kích như vậy rồi. Cậu canh ở đây, tiếp ứng người khác. Tôi dẫn người đi, tập trung ở quỹ ban, hiểu chưa? Rõ. Tiểu đội theo tôi. Nói đi. Ông chủ, Đế Đức Sơn phục kích Vĩnh Bá rồi. Đánh nhanh tới vậy sao? Có bao nhiêu người? Dây kính bốn cửa thành, chắc gần 2.000 người. 2.000 người, có khi còn hơn nữa. Điền lão bác đâu có nhiều quân vậy? Có vẻ như tên họ Đới này đã có âm mưu từ lâu rồi. Ông chủ, chúng ta có nên đánh úp bọn chúng không? Thiên Tường chưa về, đừng có manh động. Phi Phi sao rồi? Chậm một bước, không thể vào thành. Sao lại như vậy? Mỗi việc đó thôi cũng không xong. Hà Ngũ, Phi Phi không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Quân giải phóng ít người chắc chắn không chống đỡ nổi. Nếu Đới Đức Sơn vào thành, chắc chắn sẽ nhắm tới Phi Phi. Ông chủ, tôi hiểu trọng trách này. Tôi sẽ dẫn người tới đó ngay. Đừng kích động Đới Đức Sơn. Anh dẫn quân mai phục ở bên ngoài thành. Khi thành Vĩnh Bá bị phá, lập tức dẫn người vào thành ngay. Dạ, ông chủ. Chạy không thoát đâu. Vào lúc này còn canh gác làm gì? Có mọc cánh cũng khó bay đi được. Hay là mình ra cổng thành đi. Nguyên trưởng Trữ căn dặn rồi, phải canh kỹ cô ta. Lúc này mạng của Phi Phi rất quan trọng đó. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sẽ gặp rắc rối lớn ngay. Quân ta đã ít người, còn phải đi canh cô ta. Có khi cô ấy ở trên lầu uống nước sặc chết, thì chúng ta có phải là không cần canh nữa không? Chí ít cũng phải hỏi thăm cô ta. Không thì phải làm sao biết được cô ấy chưa chết? Thôi, đừng nói nữa. Canh cho kỹ đi.
Viện trưởng Trử, tình hình trong thành rất tệ, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Hiểu rồi, tôi vào trong sắp xếp lại ngay. Được, sắp xếp công sự đi. Tấn công! Đừng qua đây! Cạnh bên đó đi! Thượng tá nhìn xa trông rộng, xây dựng con đường bí mật này từ hồi nào vậy? Hồi trước đã có sẵn rồi, chúng ta chỉ là cải tạo lại thôi, tận dụng một cách khéo léo. Báo cáo thượng tá, chúng ta đã chặn đứng, không cho địch tập hợp, tổng cộng tiêu diệt 19 tên. Cũng được rồi, báo cáo cho đội trưởng Long, nhanh chóng tới đây. Chúng ta sẽ tập hợp ở đây, cùng nhau tới quỹ ban quan sát. Thông báo cho Bạch Mao, chia quân đánh úp bọn chúng, chiếm lấy con đường Ninh Bắc đi. Rõ. Anh lấy tài liệu vừa sắp xếp xong, niêm phong thật kỹ, còn lại tiêu hủy hết. Rõ. Người đưa tin, người đưa tin. Có. Đơn vị tiếp diện sau rồi, cách đây 10 phút có báo lại, ước tính 6 tiếng nữa có mặt. Được rồi. Không sao chứ? Nhi Hỷ, mau qua đây. Sao vậy? Không sao, đi thôi, đừng cố nữa. Nhi Hỷ, coi thử đi. Dừng lại làm gì? Đội trưởng, bong gân rồi. Bong gân thì sao? Bong gân thì bọn chúng sẽ rút quân sao? Cô ấy chính là vì muốn đi nhanh nên mới bị như vậy. Anh không lo sao? Lo, anh ở lại lo đi, chúng tôi đi trước. Không lo thì để tôi lo, tôi cõng về. Anh Hổ à, đừng nóng mà, nói ít thôi, tập trung đi. Tôi không cần ai cõng hết, tôi tự đi được, không cản đường các anh đâu. Ngồi yên đi, chân như vậy làm sao đi tiếp được. Dùng cái này, ráng chịu chút, nhẹ tay chút coi. Giỏi thì làm đi, không cột chặt làm sao đi được. Bong gân tiếp đó. Không tốn nhiều thời gian đâu. Đi thôi, mau lên. Đi. Hai người đi trước, bảo đoàn trưởng biết mất bốn cửa thành, chỉ có thể cố thủ chờ diện binh thôi. Đi mau. Các anh em, thành Vĩnh Bá nằm trong tay chúng ta rồi, chiếm lấy nơi này chúng ta có thể ăn mừng rồi. Tiến lên. Nhanh lên đi. Đang theo phía sau.
Đội trưởng, không được rồi, bị bao vây phía sau rồi. Còn đạn không? Hết rồi. Tôi còn 3 viên. Ráp lưỡi lê, liều mạng với chúng. Các anh em, chúng bị bao vây rồi. Giết 1 tên, được 2 đồng bạc. Bắt sống 1 tên, được 10 đồng. Tiến lên, tiến lên nào. Nhanh lên. Giết. Bên này xong rồi, mau đi đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tập trung tại quỹ ban. Dạ. Thượng tá, đi tới ủy ban. Dạ. Thành lập chính phủ. Rút lui. Rút lui cái gì? Cô ta còn ở trên nhà. Rút vào thành rồi. Đội trưởng kêu dẫn đi. Quay về ủy ban ngay. Nhanh lên. Đi mau đi. Rút lui. Giao cho các cậu. Phải đưa tới vị trí chỉ định ngay. Được. Rút. Đồng chí, đây là vị trí cuối cùng. Phải cố thủ, chiến đấu tới cùng. Tấn công cho tôi, nhanh lên. Nhanh lên, tấn công đi. Nhanh. Nhanh lên. Tiểu đội tiên phong của lực lượng tiếp viện 5 tiếng nữa sẽ có mặt tại đây. Báo lại. Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này tới hơi thở cuối cùng. Đi mau. Rõ. Đội trưởng Điền, thượng tá, đội trưởng Điền, tình hình ở đây sao rồi? Xương quá cứng, hơi khó gặm, không dễ sơi đâu. Đội trưởng Điền, có khi nào anh em chiến đấu quá vất vả, có nên thay người không? Cảm ơn thượng tá, khúc xương này
Điền lão bác vẫn còn gặm được mà, cho nên không cần phiền các anh em đâu. Các anh em, ai là người đầu tiên xông vào, bác gia thưởng 100 đồng bạc. Lên, nhanh lên. Điền lão bác, sắp hết sức rồi. Chúng ta nên thay đổi phương thức hành động đi. Đi chuẩn bị đi. Đội trưởng Điền, thượng tá, hãy cho anh em tôi một cơ hội. Căn cứ quỷ ban này tôi nhất định phải tiêu diệt. Đội trưởng Điền dũng mãnh thiện chiến, ai cũng thấy rõ rồi. Sức mạnh và tinh thần của thuộc hạ của đội trưởng Điền mọi người rất kính trọng đó. Hay vậy đi. Đội trưởng Điền, tôi tặng cho ông một món quà lớn, chắc chắn sẽ giúp ông một tay. Có được bọn chúng, đội trưởng Điền chắc chắn sẽ thành công rực rỡ thôi. Cảm ơn thượng tá. Thay mặt anh em, xin cảm ơn. Đưa chúng vào. Đội trưởng à, trung đội trưởng Trần. Các anh em, bắn đi. Bắn đi, bắn nhanh lên. Chuẩn bị. Tiến lại gần. Không được. Không được. Không được. Mau bắn đi, trưởng đoàn. Không được rồi. Quyền trưởng Trữ, báo mọi người rút lui ngay. Báo đại đội trưởng Trịnh, nói với anh ấy phải vào từ cửa nam. Ba cửa kia có lính bắn tỉa. Mau lên. Mau lên. Các anh em, mau bắn đi. Mau bắn đi. Cảm ơn anh. Đại đội trưởng La, chuẩn bị. Tiến gần. Túi tài liệu. Tiểu Trần, quyền trưởng, trừ những cái trong túi còn lại đốt sạch rồi. Tiểu Trần, có nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu đây, phải lập tức thực hiện ngay. Không thành vấn đề. Đứng dậy đi, nghe cho rõ. Tiểu Trần, với tư cách là quyền trưởng quyền Vĩnh Bá ra lệnh, lập tức thay đồ rời khỏi đây. Đem theo tài liệu này, đi tìm đại đội trưởng Trịnh. Bảo anh ấy biết, nhất định phải vào từ cửa nam. Những nơi khác có phục kích, nếu trên đường gặp nguy hiểm, cậu phải bảo đảm không để tài liệu rơi vào tay của bọn cướp. Cậu làm được không?
Đồng chí Tiểu Trần, cậu làm được không? Báo cáo quyền trưởng trữ, Trần Minh Quý sẽ hoàn thành. Xin quyền trưởng yên tâm. Được, rất tốt. Đi mau. Báo cáo viện trưởng, 4 tiếng nữa sẽ tới. Gửi điện, rõ. Giải phóng toàn Trung Quốc, Tân Trung Hoa, muôn năm. Viện trưởng trữ, gửi, rõ. Hoàn thành xong. Phá hủy thiết bị. Rõ. Bắn! Bắn đi! Trưởng đoàn! Súng hết đạn rồi, xông lên cho tôi. Lên. Lên. Các anh em, chúng hết đạn rồi. Lên, bắt sống được sẽ có thưởng. Lên đi.
thượng tá, còn hai tên sống sót. Đã tắm xong chưa? Còn chưa xuống nước nữa mà. Đừng có hối chúng tôi chứ. Nè, bắt lấy. Thích quá đi, nước nóng thật đó. Các cô tắm xong chưa? Quanh Quanh à, cô vẫn chưa xuống sao? Xuống đây Quanh Quanh, xuống đây đi. Các cô xong chưa? Khốn kiếp, là nói anh không được nhìn trộm. Tại sao nhìn trộm vậy? Không đúng, tôi không nhìn trộm. Khốn kiếp, còn dám nói sao? Bộ trưởng Đổng, có phải bọn họ đang trêu chọc chúng ta hay không chứ? Bao lâu rồi? Kêu hai lần rồi, không có động tĩnh gì. Bộ trưởng Đổng, hay là chúng ta qua đó kiểm tra đi. Trưởng đoàn Lương, trưởng đoàn Lương, tập hợp khẩn cấp. Trưởng đoàn Lương, trưởng đoàn Lương, tử dân đâu? Chia ra tìm ngay. Trưởng đoàn Lương, Hà Ngọc Đinh, Mà Dương à, địa hình Hắc Thạch Pha thế nào? Cũng giống ở đây, cũng là núi núi núi, hang thông hang. Hắc Thạch Pha có hang sao? Hắc Thạch Pha không chỉ có núi có hang, còn có cả trại nữa. Nơi ẩn náu của Khiếu Thiên Hổ không chỉ có một. Bọn cướp tranh giành địa bàn đánh nhau rất dữ, cho nên không ai dám coi thường đâu. Anh Trịnh à, Mà Dương nói hôm nay có thể tới Hắc Thạch Pha không, thì phải xem có qua được trại Lục Hợp không. Trại Lục Hợp, đúng. Trại Lục Hợp là nơi nào? Địa bàn của nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ. Đại trụ, đi ra ngoài tìm người canh gác nói chuyện với anh ấy. Được. Làm gì vậy? Anh Lai, đứng yên đó, khẩu lệnh. Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Hậu Tam, người chèo đò ở Giảng Gia Khê nè. Anh đừng nổ súng đó nha. Có một mình anh thôi sao? Đúng, có một mình tôi thôi. Dẫn đường, vào trại. Trưởng quan, dù anh có tới trại Lục Hợp thì anh cũng không vào được cửa đâu. Đi. Anh nói chúng ta có đuổi kịp đội quân không? Tối nay tìm được người, nghỉ ngơi một đêm, chắc cũng sẽ kịp thôi. Không biết đám người của trưởng đoàn Lương có sao không?
Anh Động à, anh còn nhớ lời mình từng nói trước khi tới đây không? Gì chứ? Mọi chuyện đều nghe tôi đó. Đúng. Lát nữa đánh nhau, anh phụ trách bắn tỉa đi, không được xung phong đâu. Ý là sao? Lần này chúng ta lấy ít địch nhiều, quan trọng là tỷ lệ trúng đích. Xung phong mạnh mẽ là dụ chúng lộ diện thôi, nhưng có thể diệt hết chúng hay không thì phải xem khẩu súng này của anh đó. Đừng nói chiến thuật với tôi, nói suy nghĩ thật của anh đi. Anh Đổng à, chuyện của Lương Tử Dân trong lòng tôi cũng không dễ chịu đâu, nhưng mà đánh trận là chuyện phải tính toán kỹ lưỡng, không thể tùy tiện được, đúng không? Đừng có tới lúc cứu được người anh lại xảy ra chuyện đó. Tôi không biết ăn nói sao đâu. Nhị Hỷ, Nhị Hỷ à, tôi nghe nói người miền Nam biết đuổi xác là bọn họ thật sao? Đừng hù tôi chứ. Anh Đổng, để mắt tới lão pháp sư phía sau, cái trò đuổi xác là thật sao? Tôi cũng không biết nữa, nhưng lão pháp sư kia chắc chắn là người. Là giả đó. Đuổi xác là đây sao? Thì ra vẫn còn sống sờ sờ ha. Bây giờ thì thành xác thật luôn rồi. Mà Dương, sao anh biết là giả vậy? Có ai đuổi xác giữa ban ngày đâu. Cái này chỉ là lừa mấy người ở Giang Nam các anh thôi. Nhìn kỹ xem, có phải là Khiếu Thiên Hổ không? Không chắc nữa. Đột kích không thành rồi, bổ sung đạn dược chuẩn bị xông lên. Biết dùng súng không? Đại đội trưởng, người miền núi có mấy ai không biết dùng súng kiếp. Súng này đơn giản hơn nhiều. Cái này cho anh đó, để Khiếu Thiên Hổ lại cho tôi. Những người khác bắn thoải mái đi. Được. Thôi anh dùng súng kiếp trước đi, học bắn xong tôi đưa lại cho anh. Xuất phát. Bọn này cũng có chút bản lĩnh đó. Đám ngu ngốc Khiếu Thiên Hổ chắc chắn không thể trụ tới tối đâu. Đúng. Đại Mã Nghi, như vậy đi, anh lập tức đưa lô hàng đó tới chỗ Điền lão bác, càng nhanh càng tốt.
kêu hắn trông coi lô hàng này cho cẩn thận vào. À phải rồi, nói với Điền lão bác, nếu hắn dám đụng một ngón tay vào lô hàng này, coi chừng tôi tiện hắn lên trời luôn đó. Đi.